mình xin chào tất cả bà con anh chị em ở gần xa nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người và mình biết một số và tham khảo một số máy bơm hóa tiến, bơm công nghiệp ở tại cơ sở mình nha. Thì ở cơ sở mình có rất là nhiều chuyên về khoan giếng gia công nghiệp, khoan giếng gia đình ha. Thì có rất là nhiều loại máy bơm chìm bay hóa tiến nha, mới có cũ có. Bên mình khoan giếng công nghiệp gia đình và khoan chống sét thi công lắp đặt tất cả nha, máy nhiều lắm mọi người. Máy là máy mới hết nha, máy mới nha. Để nhiều quá thì không có làm vệ sinh rồi bụi bặm mấy chiếc máy mới. Con này 7,5 người nè, ba pha 7,5 người. Con này thì của Ý, Mazda. Tất cả đều mới nha. Để lâu rồi không có quan tâm, không làm, không có vệ sinh nó vì bẩn bỉu quá. Không, nhiều lắm nha mọi người. Mọi người mua, có nhu cầu muốn mua máy cũ cũng có nha. Máy cũ mình cũng có nha. Mới hết nha mọi người, mới nha. Mazda rồi Jibum rồi Rocket, Sen Nang đủ thứ nha mọi người. Không tủ điện luôn nha. Máy hóa tiến một pha ba pha từ giếng, khoan giếng từ gia đình từ 20m, 30m cho đến 450m nha. Các tỉnh miền Tây thì máy rất là nhiều, tủ điện đồ mình làm lắp ráp tất cả mọi thứ luôn nha mọi người. Mọi người cứ yên tâm, rất là nhiều máy lớn luôn, to luôn. Mình có bơm ít bơm bơm chìm này, bơm chìm cũ này, và mọi người có nhu cầu thì mình sẽ để giá rẻ cho về sử dụng, còn ngon lắm nha. Còn máy bơm nước nha, máy cũng rất là nhiều loại nha mọi người, mới hết nha. Để ra một không nhiều quá, không vệ sinh đồ nó bụi bặm nó nhiều, nhiều lắm nha mọi người. Máy tăng áp, máy tăng áp nha, máy tăng áp mọi người. Riken nè, rồi bum của Đức, Panasonic của Indonesia, có đủ loại nha mọi người. Ai mọi người chơi muốn chắc ăn chơi bền bền ngon ngon chút xíu tốt, xài một cái xài yên tâm, xài hoài thì xài cái của Đức nữa nhé. Máy này của Đức. Cuman nha, của Đức nha. Đức. Mấy cái loại máy mắc tiền này thì mọi người có thể vào mạng mà test nha. Test cho đảm bảo luôn nha. Có mã số, có tất cả. Bên mình có rất là nhiều loại. Nên là mọi người cứ có nhu cầu thì cứ comment và từ bình luận dưới bình luận nha, mình sẽ tư vấn cho mọi người xài và sử dụng những loại máy tăng áp, rồi máy nói chung là tất cả các về lĩnh vực về nước, điện nước nha, về lọc nước, rồi khoan giếng, rồi nhiều lắm nha mọi người, nhiều lắm. Máy hóa tiến nha. Thì mình sẽ có thờ lắp ráp và sửa chữa tại nhà nha. Mọi người cứ alo ha. Rồi cảm ơn mọi người đã xem kênh và ủng hộ mình. Nếu có nhu cầu thì bà con và mọi người hãy liên hệ và mình sẽ tư vấn và có thờ tới nhà sửa chữa lắp đặt cho mọi người nha. Bên mình thì là công ty nên mọi người yên tâm.
Rồi, chào tạm biệt, chúc mọi người một ngày thật vui và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn mọi người.